Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Zico TV. Trong video ngày hôm nay thì Hòa sẽ cùng cập nhật với anh chị một thông tin rất sức quan trọng trong dự án Vinhome Smart City. Đó chính là quỹ đầu tư của chính phủ Singapore chính thức tham gia vào thị trường đầu tư căn hộ nhà ở tại Vinhome Smart City. Thưa anh chị, hiện tại thì Hòa đang đứng trong phần khuôn viên nội khu của phân khu The Tonkin. Thì phía sau lưng Hòa đây, đó chính là ba tòa tháp căn hộ của chủ đầu tư GIC đầu tư vào dự án Vinhome Smart City anh chị ạ. Khi mà chúng ta xem xét một dự án đúng không anh chị, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ xem xét đến chủ đầu tư và để xem là chủ đầu tư đó họ có đủ năng lực tài chính cũng như khả năng triển khai các cái dự án hay không. Thì trước khi mà chúng ta có thể chia sẻ sâu hơn với anh chị trong cái video này những cái chi tiết về những cái dự án, thông tin về dự án, thì Hòa sẽ xin chia sẻ một chút về chủ đầu tư GIC để anh chị được biết. Thưa anh chị, GIC là một quỹ đầu tư được thành lập do chính phủ Singapore thành lập, và quỹ đầu tư này thì đã đầu tư vào Việt Nam khá là nhiều năm nay rồi, khi mà họ tham gia vào đầu tư vào các tập đoàn lớn và có thể kể đến như là tập đoàn Masan, Vietcombank, FPT, và đặc biệt là GIC là một cổ đông lớn khi mà họ sở hữu tới 154 triệu cổ phiếu của Vinhomes, và tương đương với đó là khoảng 5,75% cổ phần của Vinhome anh chị nhá, là một cổ đông rất là lớn của Vinhome. Và khi mà họ triển khai đầu tư thêm vào cái dự án Vinhome Smart City này, thì Hòa cảm thấy rằng là cái dự án Vinhome Smart City này nó tạo ra một cái sức hút rất là lớn cho cái việc đầu tư của các tập đoàn lớn. Chính vì thế thì sẽ cảm nhận được rằng là cái chất lượng cũng như là cái dự kiến phát triển của cái dự án Vinhome Smart City này nó sẽ còn rất là phát triển trong tương lai anh chị ạ. Và GIC đã đầu tư vào cả hệ thống bệnh viện Vinmec với số tiền lên tới là hơn 200 triệu đô đầu tư vào hệ thống Vinmec. Đó là những cái một số cái thông tin về chủ đầu tư GIC để anh chị có thể thấy là chủ đầu tư này là một chủ đầu tư lớn có năng lực tài chính rất là ổn. Và cái việc kết hợp giữa GIC và Vinhome ở đây thì là một cái sự kết hợp mà theo Hòa đó là cái sự kết hợp mang lại cho khách hàng cũng như cư dân ở Vinhome Smart City rất nhiều cái lợi thế. Khi mà anh chị hãy tưởng tượng đi, khi mà trong cùng một dự án Vinhome Smart City này thì chúng ta có sự tham gia của rất nhiều các chủ đầu tư khác, ví dụ như là MIK Group này, đúng không anh chị ạ, như là Master Rise Home này, và chúng ta lại có cả GIC cùng với đó là chủ đầu tư, đương nhiên rồi, chủ đầu tư Vinhome, thì sẽ tạo ra cho cái dự án Vinhome Smart City này một cái sự cạnh tranh giữa các chủ đầu tư với nhau. Thì giữa cái sự cạnh tranh này thì sẽ mang lại cái lợi ích như sau. Thứ nhất là mang lại cái lợi ích là khi mà họ cạnh tranh như vậy thì cái mức giá và cái loại hình, cái mức giá cũng như cái tài chính của nó thì họ sẽ cạnh tranh với nhau để giúp cho khách hàng có thể là có được những cái điều kiện mua nhà tốt hơn. Cái thứ hai đó là họ cạnh tranh với nhau về cái chất lượng sản phẩm dịch vụ. Từ đó thì họ sẽ đưa ra cho thị trường nhiều cái sản phẩm, nhiều cái tính năng độc đáo và tính năng tốt hơn, giúp cho khách hàng nhiều cái sự lựa chọn hơn để mà phù hợp hơn với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đấy là một số cái lợi ích khi mà chúng ta có nhiều cái chủ đầu tư tham gia, đúng không anh chị? Và khi mà tham gia vào cái dự án Vinhome Smart City này thì GIC tham gia với phân khu phía sau Hòa thì chưa được công bố thông tin, nhưng mà hiện tại như thông tin mà Hòa được biết thì GIC sẽ xin triển khai ở đây là 3 tòa căn hộ xây được thì xây hình chữ Z và sẽ làm ngang theo hướng đây anh chị, làm ngang anh chị nhá, sẽ giống như là cái tòa C ở bên Master Drive West 2 kia anh chị nhá. Và anh chị có thể hình dung là với 3 cái tòa căn hộ này thì chủ đầu tư GIC sẽ kết hợp với nhà thầu đó là Cotescom, một nhà cầu rất là nổi tiếng và rất là uy tín ở trong Việt Nam rồi, đúng không anh chị? Và khi mà GIC tham gia vào cái thị trường của Vinhome, căn hộ của Vinhome, thì cũng cho thấy rằng là đối với những cái quỹ đầu tư lớn như vậy, họ tham gia đầu tư thì chắc chắn là họ phải nhìn thấy một cái tiềm năng phát triển lớn của cái dự án để mà có thể thúc đẩy cái người sử dụng và cái người tiêu dùng để mà mang lại những cái giá trị tốt hơn. Và họ cũng nhìn nhận thấy là cái sự phát triển của dự án này trong cái khu vực phía Tây. Chính vì thế mà họ mới đầu tư, phải không anh chị? Thế thì hôm nay là những cái thông tin mà Hòa gửi đến với anh chị là chúng ta sắp tới
trong tương lai sớm thôi, bởi vì hiện tại thì GIC đang triển khai phần móng của ba cái tòa nhà này rồi. Thì tới đây khi mà chủ đầu tư này công bố về những cái thông tin bán hàng, những cái thông tin về sản phẩm thì sẽ góp thêm cho khách hàng nhiều cái sự lựa chọn hơn khi mà chúng ta tới Vinhome Smart City để chúng ta lựa chọn một nơi làm an cư lạc nghiệp và phát triển cái sự cuộc sống cũng như là cái sự thịnh vượng của gia đình của chúng ta, đúng không anh chị? Vừa rồi là những cái thông tin mà Zico TV gửi đến cho tất cả anh chị đang quan tâm đến cái dự án Vinhome Smart City này, cũng như những là khán giả có ghé qua đã tham qua đây. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như anh chị thấy video này là có hữu ích thì hãy dành cho Zico TV một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Zico TV. Xin chào và hẹn gặp lại.